nay mình sẽ, hello các bạn, mình sẽ đập hộp cái món này với giá trị là 33 thôi. Ôi, được tặng sticker cho Lena chơi nè. Lena đâu rồi ta? Sẽ cho Lena cái bộ sticker này nữa. Trái tim 32 mà được bao 6, hình như 600 miếng á, từ Trung Quốc qua nha. Quá là tuyệt vời luôn. Mua trong siêu thị mắc quá, mình sẽ mua trên TikTok. Trời, siêu rẻ rồi. Trời, miếng dày không nè. Miếng này là nó có nhiều miếng, là mỗi miếng này là mình bông tẩy trang nha. Trời ơi, quá trời luôn. Quá là hài lòng đi. Rất là hài lòng nha.